Rồi các bạn update cho tôi cái root này. Root shape này từ get sang post. Được chưa? Sau đó điền dữ liệu vào trong cái form này. Submit nó lên thì nó sẽ chạy vào trong cái post controller. Hàm là hàm shape ở phía dưới này này. Hàm shape tôi để đây này. Nó có cái request thì tôi đang hiện tại tôi đang DD ra cái request chọn đến all để hiển thị toàn bộ dữ liệu lấy được. Bây giờ các bạn làm sao cho tôi? Thứ nhất, thực hiện việc đầu tiên validate dữ liệu. Việc thứ hai là tiến hành xếp dữ liệu từ cái form kia xuống DB. Sau đó redirect về cái trang chủ, về cái trang danh sách bài viết ấy. Là được. Đấy, hai việc đấy. Một, validate hiển thị lỗi. Hai, tiến hành update dữ liệu, xếp dữ liệu xuống. Làm nào làm. Đến tầm 7:10 tôi sẽ chữa. Validate cần những gì à? Check ở trong DB. Sao đấy? Check ở trong DB. Post đúng không? Mở cái design table này ra này. Xem cái nào được null, cái nào không được null. Cái nào không được null thì phải require. Rồi cái nào có phải là cái nào là unique. Hạn thế. Chứ tên bài viết có được trùng không? Để kiểm tra. Phần mô tả này nó được giới hạn bao nhiêu ký tự, đúng không? Feature emit thì nó được up những cái file dạng mp3 lên không? Người ta rất bừa lên mất gì bỏ đâu. Mình là người phải validate dữ liệu đấy. Thằng này nó chúng ta validate thì bao giờ lại khi kẻ đi làm validate, một là dựa vào yêu cầu BA, hai là validate dựa vào cái database tâm hình là dễ nhất. Wow.
ngồi đến cái chỗ cái điều hòa nó phản lại hết. Các điều hòa nhé, hãy để các bạn để các bạn sắp tới chúng ta sẽ làm cái phần về thu đầu đó. Chúng ta sẽ có cái dữ liệu để các bạn view lại. Chạy lại, chạy đâu rồi chạy lại thì nào? Tạm cái ra làm ra làm gì đâu? Đấy, viết bài thì từ đầu tiên tạm tạm ra phần sau, tạm không có phần sau đâu đấy. Enter xuống đi, enter xuống đi, đánh enter xuống. Không, không biết dùng bằng mặt này. Đưa được vào cái ông này ls cách ra cái này có lẽ nè à cái đó này cái một cái mục đích của mình đó bây giờ sáu không không là Smart E. Công ty dùng Smart E này. Lâu lắm thì không dùng xe tiếng Anh, tôi quên mẹ. Khắp luôn. SVN giờ nó đã có brand rồi. SVN nó đã có brand chưa? Một bản ngắn là cái đoạn của Trung Quốc Korea ở phía đầu. Vâng. Thì cái quân sự trong phòng thì có cái quân sự. Short description là bỏ qua. Vâng.
Bỏ cái description đi, bỏ cái nôn của description đi, xếp xuống. Được chưa? Các bạn chưa? Thank you.
request ra nhanh nhất. Thank you.
chế sáng tạo phiên bản mới.
token.
unit cả cái này là so với cứu sinh cũng unit gần thế đâu. Rồi thì code nào. Đầu tiên để chúng ta tiến hành cái bước 1 là validate thì chúng ta sẽ có cái dừng này là clear sẽ php artisan make request là post form request xong tạo ra request HTTP request này post form tôi sẽ copy lại cái category rule và message mở cái post form ra này ở đây có public rule để xuống thứ nhất là tôi có cái title field title là require unique ở trong bảng post với ignore cái this id ra cái thứ hai là tiến hành về cái short description trong này nó sẽ là có cái các cái array bao gồm là require cái thứ hai là min này nó hơi dài require min max bằng 200 ký tự vậy thôi. Content cũng không được để trống. Content require xong thì chúng ta message cho chúng nó name title title should be unique xong tiếp theo là đến cái short description chấm require nó sẽ có giá trị là short description is required đắp cái thằng này lên max short description should be less than 200 character đắp cái thằng này lên. Chúng ta còn content nữa không? Content require đây là sửa content short description xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ốp cái thằng này vào trong cái phần shape kia, hàm shape kia thì mở cái post controller ra kéo lên đầu use add request sửa post form request copy kéo dưới này về xuống đây xong refresh bạch lại ở chết chưa chạy cái thằng PHP Artisan Serve rồi không biết gì save lên app này HTTP request rule thì ở trong cái post form request use rule này đúng không nhỉ validation rule
thì đi. Title is required này. Đoạn này chúng ta chưa có cái label, chưa có cái span, cho nên nó không hiển thị cái gì cả. Thì chúng ta sẽ tiến hành, đấy test thì mới thấy được là chúng ta thiếu cái gì. Thì mở cái form.blade ở đây, cái file ở dưới. Form.blade này. Thì ở đây chúng ta đã có cái input xong rồi này. Tiếp theo là đến cái feature image xong rồi. Text area. Về xuống đây. Short description. Đó, copy cái thằng này. Về xuống đây. Copy. Tiếp theo phần số phần content đúng không? Lại paste lên đây. Sửa cái này thì content. Xong. Refresh. Save. Require. File. Require. Được chưa? 3 phần. Ngoài ra thì ở trong cái phần label này. Phần label cho những cái field nào là require ấy, thì chúng ta nên có thêm một cái thẻ span. Thẻ span có class là text danger. Trong này có mỗi cái dấu sao rồi để người ta biết những cái ô, những cái field nào là cái field cần dữ liệu để cho người ta còn điền vào, chứ không là người ta không biết chọn gì đâu. Short description này, cách nào cái viết span vào, content cách nào cái viết vào đó, những cái title này sao này, short description là sao này, content là sao này, để người ta biết đường người ta viết những cái ô nào là lưu trữ, là còn là ô lưu quan trọng, lưu dữ liệu quan trọng thì để người ta viết vào trong. Được chưa? Tiếp theo tiến hành xếp xuống. Còn phần nào thắc mắc nhỉ? Dùng rất là dễ thôi, đây là update, validate, post form. Gì đây? Xong. Đẩy lên. Tiếp tục, chúng ta đã có dữ liệu từ form rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái việc là xếp dữ liệu xuống ở đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành if cái biến request trở đến input, input là ID mà nó lớn hơn 0 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có cái biến model bằng post 2.2. file của cái request, request trở đến input trở ở trong là ID. Xong. Else chúng ta sẽ có cái model nó bằng với new post. Xong. Tiếp tục thì tiến hành fill dữ liệu vào thì chúng ta phải vào trong cái post, post.php, đây là cái model đúng không? Chúng ta sẽ có thêm cái private hay protected nhỉ? Để anh nhỉ? Protected A còng A đô la finable như này đúng không? Bằng array bao gồm title này, short description này, content này, get ID image, cái gì mà image, thằng này liên thuyên. Feature làm sao mà phin được? Ông phin kiểu gì cái feature vậy? Cách nào? Ảnh không phải lưu xuống thì ông phải làm gì làm? Ảnh không phải lưu xuống thì ông phải làm gì làm? Thằng này lại không nhớ gì rồi. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ có cái model, model trở đến fill cái request, chết mẹ, request, request trở đến input, trở đến on hay sao nhỉ, trở đến on luôn, sau đó dd ra cái model, model xong. Refresh lần nữa. Du lịch chưa chọn nào.
Xong. Save. Đây, chúng ta đang có những cái field này. Title, get ID, short description. Những cái phần này thì nó sẽ là dạng thẻ HTML. Thì đây là điều bình thường. Không có gì mà lạ cả. Sau đó chúng ta tạm thời chưa up ảnh lên thì chúng ta cứ tiến hành là if cái module cho đến save. Cho đến save. Nếu mà save thành công thì tiến hành là return redirect. Redirect về cái route là post.list đúng không? Post.list else echo ra hoặc là dd ra. Đây là tiến hành dd ra cái, hoặc là chúng ta sẽ làm như này đi. Ở trong cái đoạn save này này, chúng ta tiến hành như sau. Thực hiện try. Đây là update cho các bạn nha, ở bên catering có get exception. Exception. Rồi, đồ lại EX. Đây, chúng ta sẽ có cái này. Module.save. Sau đó return redirect. List. Còn catch là tiến hành là true đi. True là EX cho đến get message. Đó, để hiển thị ra cái lỗi. Thì cái đoạn này, đoạn try catch này, là nếu trong trường hợp fill và save xuống dữ liệu nó có vấn đề gì thì chúng ta sẽ true ra cái lỗi của người ta nhá. Chúng ta test lại, save xuống. Xong. Bây giờ chúng ta đang mở cái trang thứ ba ra, nó sẽ ra cái ảnh bài viết, tên bài viết này, tên danh mục này. Nhá, đúng là du lịch không? Bây giờ chúng ta ở trên cái phần post này, chúng ta muốn hiển thị cái file dữ liệu đầu tiên thì chúng ta sẽ category này là order by gì vậy? Order by. Order by này đúng không? Viết liền. Order by. Cột là cột ID đi. Có thứ tự là DESC. Cho đến get. Nhá. À đâu, nhầm. Sorry. Đây. Đây cái đoạn này chứ. Cái đoạn trước khi paginate này chúng ta mới tiến hành order by. Đây. Đây. Post 2.2. này request head keyword này, chờ tí nha. Đây cái đoạn này chứ. Order by. Cột ID. Kiểu là DESC. Cho đến pagination. Copy. Where này. Đây, trước khi pagination thì cho đến order by. Xong. Thấy không? ID 1 này. Rồi tôi về trang 1. Cho trang nó bài viết mới nhất của tôi. Được chưa? Và ID giảm dần này. Đấy là chúng ta thực hiện cái việc order by. Sắp xếp cái thứ tự hiển thị giảm dần. Được chưa nhỉ? Đẩy cốt lên. Đấy, tôi làm đâu có đến mấy phút đâu. Update enable post data and save basic save. Yes. Các bạn lưu ý này, mỗi khi làm xong một cái chức năng nào đấy các bạn cứ phải push code lên, kể cả thay đổi một cái comment các bạn phải push code lên. Yeah. Sau này khi làm cái sửa control, một dòng cũng phải push code lên, một dấu chấm cũng phải push code lên để nó lưu lại. Chứ còn lần sau mất code là đừng ngồi và khóc. Thật đấy. Lưu ý đây là kỹ năng. À, xong đi nhỉ? Đẩy code lên rồi đấy, chúng ta học đi, chúng ta dùng đi. Bây giờ tôi sẽ làm cái việc là lưu file, lưu ảnh.
image. User có à, nhớ user controller này làm bao giờ vậy? À đây rồi, đi luôn đỡ phải bảo sao tôi có thấy nó quên quên đó này. Mình đã làm rồi không nhớ đâu. Can only two objects. Đấy rồi. Few title don't have a default value insert into false. Few title. Title có dữ liệu mà. Nên ta rồi này. 7 7 thì bạn file name feature model điện. Yeah.
không đó. Tôi làm được không mất rồi gì không có trong finable thì nó sẽ bị lỗi. Đó vẫn là cây lúa chấm jpg ta. Đặt đi bớt coi. Nó ra là sao ta? Không chạy vào if. Đúng rồi mà.
Nhận luôn này mới sợ gì. Xin chạy vào đây. Request has file. Đúng rồi nhỉ? Không nhận file luôn ạ. Vãi lúa. Sai bằng file. À, cái này tôi nghĩ có cái cách này. Chả sửa gì. Thế luôn. Chả đi.
file đâu nhỉ. Ừ. Mẹ bị điên này, không đưa lên ảnh thì đưa lên cái mẹ gì, thằng Laravel này bị ngu mẹ ơi. À những cái form này thiếu cái gì, form này thiếu lòi ra mà không thằng nào phát hiện ra. Encrypt time nhỉ. Ở trong cái HTML5, HTML nó có HTML form encrypt time. Rồi. Đây này, chúng ta cần có thêm cái encrypt time multipath form data này thì nó mới gửi file lên được. Đây. Khổ lắm cơ. Đây tôi lỡ, tôi chót lỡ tay tôi nghịch ngu rồi vài feature emit rồi. Validate luôn cả thằng này là dạng ảnh. Thì đây tôi reset lại code của mấy. Khổ lắm cơ. Rồi, đây. Xếp xuống. Bảo sao không xếp được. Refresh. Không có nhận file quái đâu, có nhận text mà. Ủa, sao không lên ta? Đây đây. Đây, nó phải là như thế này. Đúng không? Asset. Thì ở chỗ cái đoạn này chúng ta chắc là phải làm như sau. Khi mà xếp ảnh xuống thì nếu mà thích thì có thể làm như sau. Model à, thôi để như này đi. Thì ở ngoài cái list chấm blade để coi lại cái file list blade là cái file nào. Public research này. Index này. Ảnh đâu nhỉ? Ảnh bài viết. Đây là cái này đúng không? Chúng ta sẽ có thêm cái asset. Nó mở ngoặc cái element feature emit này. Này cho nó an toàn. Chúng ta sẽ đỡ phải chỉnh sửa gì nhiều. Được chưa? Đây. Chỉ là như thế này thôi. Là ra. Tôi đẩy cô lên nhá. Ở ngoài cái form chúng ta update thêm lên cho tôi cái thằng encrypt time. Đây này.
Encrypt file, multi-platform data, chúng ta mới gửi file lên được. Sau đó chúng ta tiến hành xếp như bình thường vào user controller mà có. Không cần, nếu theo tôi hiểu là không cần. Thử phát nhé. Bỏ tạm cái này đi đúng không? Máy giờ toàn ảnh ngô khoai sáng. Thấy chưa? Không cần thiết. Cái này trước là bản version 5.3 là bị thật. Version 5.3 là bắt buộc phải có finable mới set được giá trị. Nhưng mà đến 5.4 nó fix rồi. Tôi đẩy code lên rồi đấy. Bài viết này vẫn còn chưa xong nhé, còn nhé, chưa hết đâu. Còn phần update cho bài viết này nữa này, mà chưa có. Chúng ta vào phần list index blade này, chúng ta update lên là post update này. Post destroy lỗi rồi, post update chưa định nghĩa, chúng ta vào dashboard .php thì chúng ta mới có update, chưa có remove gì đúng không? Đây, remove id này, tôi sửa lại cái thằng này thành controller destroy này, rồi thì update. Destroy post update post controller xong, chúng ta có update post update 27 bao nhiêu đấy, khi bấm vào thì nó sẽ gây lỗi là chưa có hàm update, thì các bạn sẽ tiếp tục làm cái này thôi. Đẩy lên nhá. Làm đi. Không sao, bạn không sao. Lên rồi này. Hả? Đúng rồi, mạng nó có vấn đề. Không kết nối được cái Git á. Hỏi kỹ thuật phát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái delete code. Tôi làm thì nhanh thôi, tí. Quan trọng là các bạn làm, để bạn hiểu. Tôi làm thì vèo cái xong. Hơi chiếm mặt.
cộng. Rồi. Cái delete thôi. Không nhỉ? Làm update với lại delete làm gì mà lâu thế? Tôi xong rồi. Xong phim. Hàm đi choi giống hệt những kết này. Hàm update thì nhận cái ID vào, tìm cái ID đấy, tìm cái đối tượng, tìm cái model từ cái form này, từ cái post gửi ID này. Nếu mà không có thì đưa về post list này.
Nếu mà có thì đẩy ra như bình thường, chúng ta có thêm cái tôi update thêm bởi vì chúng ta sử dụng lại cái đoạn for ở dưới này đúng không? Đoạn for chúng ta dùng lại. Cho nên tách hẳn nó trở thành một cái hàm private function get list get name, truyền vào get và cái name list, sau đó tôi biến đổi thành cái danh sách category và tôi tiến hành là return ra cái get, thì tôi dùng luôn cái hàm này ở trong cái đoạn là update, thì tôi sẽ có cái get bằng cell get list get name, truyền get và name list vào. Ở trên đoạn create ấy, tôi cũng làm việc đấy. Hai cái thằng này lặp lại cho nên tôi viết còn lại một dòng truyền ra form admin post form. Thì ngoài cái form tôi tiến hành làm vài việc như sau. Đầu tiên là kiểm tra xem có ảnh không. Đây, đầu tiên là kiểm tra cái đoạn form đây, feature đây. Đầu tiên tôi có cái image preview đúng không? Tôi kiểm tra xem nếu có ảnh. Nếu có ảnh thì tôi sẽ hiển thị ra cái image img có độ rộng 100 pixel. Được chưa? Nhét cái đường dẫn ảnh vào trong này, mình sử dụng luôn cái asset. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi tiến hành ở trong hai cái tag area về short description. Đây là cái tag area này thì tôi hiển thị ra cái nội dung hiện tại của short description. Tương tự như vậy với tag để cho nó hiển thị được ra. Ví dụ như ở đây tôi tiến hành update thằng này nhá, update cái bài viết này nhá. Trong này nó có cái đoạn tag cùng đoạn short description này đúng không? Tôi bôi đậm nó. Được chưa? Xếp xuống. Yeah, nó vẫn là cái file này, vẫn là 20. Update lần nữa. Nó được chuyển thành màu đậm. Được chưa? Đấy là đẩy lại cái giá trị cho cái text area đã được nhúng cái CK editor vào trong. Được chưa? Rất đơn giản thôi. Còn delete thì dễ rồi. Delete thì truyền cái ID lên. Truyền cái ID lên này. Tìm ra cái model dựa vào cái ID này. Nếu mà tìm thấy thì tiến hành là model chọn đến delete. Không tìm thấy thì chạy xuống dòng dưới này đều là đưa về post list cả. Được chưa nhỉ? Xong phim. Mỗi thế thôi. Không xếp được rồi. Thank you.
gì luôn. Không phải em đâu. Nghĩ là chưa làm gì luôn nha. Chưa làm cái gì chạy ra
cái kia thì đấy ta làm gì đấy bây giờ chắc hiểu mày đưa mình siêu nhân đây là tôi cũng chịu, tôi không chữa được cái bệnh này. Bệnh này tôi gặp trong ngày từ khi tôi gặp cái bệnh này, chưa bao giờ gặp luôn. Ai là Minh nhá? Bao giờ thì sao? 19 ngày tuần này. Thế sau hôm nay chủ nhật tuần này cũng nghỉ nhá. Nghỉ. Hôm lâu không nghỉ, anh báo hôm nay em nên chứ có con đi thi này thì cho nó đi học nó cũng chẳng hết kỳ. Em nghỉ 2 tuần. Thi được 2 tuần, nghỉ 2 tuần rồi đi tiếp. Bọn này sướng nhỉ? Để cho nghỉ 2 tuần. Nghỉ 2 tuần. Cuối tuần này sẽ nghỉ. Tuần này bắt đầu nghỉ tuần này rồi. Sướng nhỉ? Cho nghỉ em. Mình muốn đi đâu đó cái nghỉ cũng thế nào. Sau này đến bây giờ là tôi đi dạy được 11 tiếng rồi đấy. Nghỉ luôn. Mày đi khổ sao rồi? Sao rồi sau cái khóa? Sao rồi? Mày chạy đi bớt lại thím dâu giếp gì? Nói mặt dây chứ mẹ ra mày nghĩ của kia chạy tầng con dao rồi cũng người ta mặc đơ chạy ra tất nhiên là đỡ hơn mình đâu. Tôi dùng Linux thì dùng Mac sẽ nhất, xong rồi dùng đến Fedora được chưa? Đã lâu thế thằng nhiên chém gió gì đi support chúng nó làm nó xong đi. Hai đứa trên nữa nghe uầy chung nhau nghe vi xong nhá. Thế này sáng support thằng vi đi. Cốt được khá nhiều đấy, từ lúc học ba veo giờ chúng ta học gần hết rồi đấy. Còn có vài cái còn lại chẳng qua chỉ là cái cách chúng ta xử lý logic như nào, cũng không còn nhiều kiến thức nữa. Kiến thức thì còn mỗi người mail này, đổi pass này, đổi pass cũng chẳng là vấn đề gì cả, người mail này, rồi thì view composer nữa đấy, và thêm một cái kiến thức chúng ta nhỏ nữa về cái về cái soạn. Chơi URL vì sao mà nó sinh được trên những kiểu là bóng đá gì thì nó sinh được là bóng cái ngang đá kích của đấy mắt nó ra URL rất là đẹp là bóng đá mà vào những bài viết bóng đá chứ không phải sửa vào ID cái đấy chúng ta có kinh nghiệm chúng ta làm ngay. Và bây giờ làm cái phần start đấy nhá. Cái đấy gọi là cái slug, s l
L-U-G, Slug. Thì để làm được cái Slug đó thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải mở cái tab mới CD vào cái project của chúng ta. Để đối với tab server đi. PHP artisan make migration là create slug table. Hả? Ừ. Create Slug Table. Thì cái thủ thuật của chúng ta sẽ như sau. Thực ra nó chỉ là đánh lừa mà nó không có gì cả. Vì sao? Chúng ta hiện tại đang có hai bảng là Category và Post đúng không? Đây. Chúng ta có ID, get name, có ID, có title, có get ID, như này đúng không? Bây giờ để đọc được nội dung của bài viết thì chúng ta chỉ có cách dựa vào cái ID của bài viết hoặc dựa vào ID của cái theory để chúng ta hiểu thì ra cái nội dung của bài viết đấy, đúng chưa? Chứ mà chúng ta nếu mà làm cái này thì khi mà URL để nó đẹp cho bài viết của tôi là bóng đá gì đấy phía sau mà thì nó sẽ không biết, không thể nào mà detect được cái ID này. Chúng ta có cách như sau: tạo ra một cái bảng slug không có mực, bút đây toàn bút hết mực rồi. Tạo ra bảng slug kiến trúc sẽ gồm ID của bảng slug này, có entity, có entity type, nếu bằng 1 thì sẽ là post, nếu bằng 2 thì sẽ là bằng get theory. Sau này khi mà sinh ra những cái bảng ý khác như comment hay là những cái gallery, chúng ta sẽ có thêm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, được chưa? Tiếp theo là entity. Tiếp theo là entity ID. ID nó chính là ID của post hoặc ID của cái tổ hình. Thì chúng ta có tổ hợp 3 thằng này, đây là key. Phải tổ hợp 3 thằng này mới là key được, còn nếu không thì không phải. Đồng nhận. Tiếp tục, chúng ta có thêm một cái slug. Đây là ba trang, là unique. Đấy. Thì cái cách làm như sau. Ví dụ bài viết đầu tiên của tôi là ví dụ ID 1, bài viết 1, bài viết của tôi có title, đây là ID, title, đây là cách tạo slug. Bài viết thứ hai là cách dùng slug. Ví dụ như này thì tôi lưu vào đây của gì? À, tôi còn có kết nữa. Thì kết gồm ID là kết nhá. Kết có ID 1. ID bằng 1 là danh là thể thao đi. ID bằng 2 là đời sống. Dạ, vậy tôi lưu vào trong slug này của gì? Đây là cái bảng slug. Đầu tiên cái thằng này thì tôi sẽ có ID cho nó bằng 1, ID cho slug này bằng 1 này. Tiếp theo là ID cho tiếp theo là cái entity type. Thì ở đây tôi quy định 1 là post đúng không? Thì entity type nó sẽ là 1. Tiếp theo là entity ID. Entity ID nó chính là cái ID cho cả post của nó là 1. Và có slug là tôi bỏ hết dấu cách và tôi bỏ hết dấu ở trong này đi. Dấu cũng bỏ, dấu cách cũng bỏ, chúng ta chuyển dấu cách thành dấu gạch ngang như thế này. Thì sẽ có là cách tạo slug
Tiếp theo, cái bản đi này tôi có một, ở đây là ID của nó là 2 này. 1, 2, cách dùng slash. Không biết đây là cái URL cho bản đi số 2, cái bài viết số 2 này. Tiếp theo, nếu mà tôi có cái slot, tôi xin một cái slot cho bản kết ID 1, đây là thể thao. Tôi sẽ xin cái bản đi trong slot này như này. Đây là 3, ID nó cũng tăng dần rồi, đấy không? Thì chúng ta sẽ có là kết là 2 đúng không? 5 và 2. Bản identity ID bằng 1. URL là thể gạch ngang thao. Cái tiếp theo là 4, 2, 2 đời gạch ngang sống. Được chưa? Đây nó chính là slot của chúng ta. Cấu trúc của nó như này. Sau này khi người dùng truy cập vào một cái URL là tạo slot, cách tạo slot, chúng ta chọc thẳng vào trong cái bảng này, chọc thẳng vào cái bảng này, bảng slot này, chúng ta tìm select sao where cái URL slot bằng cái này đúng không? Nó sẽ ra cái bảng đi này. Thì dựa vào entity ID, dựa vào entity type, chúng ta sẽ biết được đây là cái bảng đi này nó nằm trong bảng nào, bảng post hay bảng get, nằm trong bảng post hay bảng category. Không nhờ? Nếu bằng 1 thì chắc chắn là nằm trong bảng post rồi. Tiếp theo, dựa vào cái này, chúng ta biết cái ID của bài viết thì là bao nhiêu, lấy nội dung thật. Xong chưa? Còn gì thắc mắc không? Quá đơn giản luôn. Được chưa? Hết rồi đấy. Sau này khi mà vào danh mục thể thao, cái kia 1, 2, nghĩa là bài viết 1 là có 2 category. Bài viết của có kết hai category. Không, là một mày có nghe cái gì đâu, mày té ra ngoài mà. Đây. Cột đầu tiên này là cột ID này. Cột thứ hai là cột entity type này. Cột thứ ba là entity ID này. Cột thứ tư là cái slot này. Nhờ. Lần sau khi mà người ta vào cái thể thao này, thể cái ngang thao này bạn này. Đầu tiên chúng ta phải detect ra xem là cái kiểu dữ liệu nó là kiểu gì. Nếu là category kiểm tra đây nó bằng 2 đúng không? Không nhờ? Tiếp theo là entity ID nó bằng 1 này. Lấy được cái ID rồi, biết được kiểu của nó rồi thì chắc chắn là vào một danh mục thì người ta sẽ phải hiển thị ra một danh sách các bài viết thuộc cái danh mục này. Không nhờ? Thì cuối cùng chúng ta tóm được cái ID rồi. Sau đó sao? Sau đó thì lấy ra một cái hàng, lấy ra tất cả các bài viết thuộc về cái danh mục có ID bằng 2 và hay là đại diện cái thằng thể thao này ra hiển thị danh sách các bài sau khi. Được chưa? Đấy là cái logic khi mà làm cái slot này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Tạo ra rồi. Chúng ta có phần database migration. Đây. Create slot table. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần create slot. Create slot. Yeah, có increment, auto increment hoặc là chúng ta bỏ cái ID này đi cũng được. Thực ra cũng không cần ID lắm đâu. Chúng ta có tổ hợp chúng ta có cái tổ hợp entity ID và entity type là chúng ta đã đủ để làm rồi. Đây chúng ta có integer là entity ID. Không có nùn niếc gì cả. Tiếp theo lại integer nữa. Là entity ID. Tiếp theo chúng ta có một cái slot varchar string như quên. String bằng slot cho đến unique. Không thể nào nùn hết. Chúng ta có table trỏ đến primary thì trong cái primary này sẽ là array đúng không, bao gồm entity id và ở đây là entity type, xin lỗi các bạn, và entity type. Xong, đây là bảng slug của mình. Cái gì?
Đây anh. Có ad gì đây? Tên thì mà kệ nó. Khổ lắm. Được chưa? Nhưng mà chúng ta lưu ý này, ở trong cái phần này chúng ta lúc nãy chúng ta vẫn đang để description là nullable, not null đúng không? Được chưa? Not null. Thì chúng ta sẽ cần phải tạo thêm một cái migrate nữa để nó update lại cái đấy để cho dữ liệu về sau nó đỡ bị lỗi. Thì chúng ta đây xong xong một cái bảng swap này thì tôi cứ chạy trước đã nhá. Rồi PHP artisan migrate xong cái bảng swap. Đây cái bảng swap của tôi đây. Tôi migrate cho nó xong cái bảng swap đi ạ. Xong tôi làm gì tiếp là xong chưa? Hả? Chạy chưa? Xong là phải làm hết hoàn thiện mọi thứ thì xong rồi cứ ngồi nhìn tôi vì làm gì? Tôi làm này được khoảng 3 nốt nhạc chứ mấy. Cái gì? In vào cái gì là in? Tự mà viết tay vào chứ làm sao nữa. Insert dữ liệu, update dữ liệu cho nó chứ còn gì nữa. Đào đâu ra mà tự động. Làm gì có cái gì ở trên đời là tự động. Không. Có hàm để chuyển đổi text. Hả? Không bị làm rào vậy. Thích thì sinh cho nó một cái nút. Thằng nhà quê này. Chả biết gì. Không chưa? Tạo mỗi cái migration lâu đấy. Tiếp theo, PHP artisan make migration post table update not null remove it. Remove description volume. Để xóa một cột làm nào ta? Migration. Delete. Wow. Làm sao để xóa một cột nhỉ? Laravel.
migration, remove column, drop the column, yeah, dropping. Chúng ta mở cái file migration mới nhất ra, về xuống scheme table post blueprint drop column, chúng ta drop cái thằng description đi, không dùng, không dùng thì xóa thôi. Sau đó chạy php migrate, php artisan migrate xong, và post sẽ bị mất cái description đi. Sai table, mất cái description rồi, yên trí, đỡ nhọc. Đây là drop một cái, xóa một cái column đi. Không nhá. Sao phải thế? Cái nó chạy xong rồi, bây giờ xóa. Thế thì update lại cái seeding như là xong, không có gì. Update seeding đảm bảo nhanh hơn. Thế này gì? Xóa một phát là xong. Xong chưa? Comment phát là xong. Kiểu nào nhanh hơn? Đấy hả? Nhưng mà ông phải xóa cái cột đấy đi chứ. Thì xóa là một cái gì chạy lại. Thế thì mày rảnh thật đấy. Thua. Xong đi nhỉ? Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta quay trở lại về cái post của chúng ta. Thì trước hết chúng ta phải update lại các cái model đã, để model nó biết là nó sẽ có entity ID là bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên cái thư mục helper của tôi đâu ta? Custom helper constant ở đâu nhỉ? Constant cơ. Đây ạ, constant, app constant, đúng chưa? Tôi define ra các cái khác, define. Đây là entity category, tôi để nó là số 1 chẳng hạn. Duplicate lên entity post, tôi để nó là số 2 chẳng hạn. Tạo ra. Sau này các bạn update cái gì các bạn thay đổi trong này thôi. Không nhớ. Sau đó vào các cái model về category, tạo ra thêm một cái public static, tham số là entity type bằng với cái tham bằng với entity category. Tương tự như vậy với post.
Đó. Sau này thay đổi cái gì cho nó dễ. App constant, entity category, entity post 1 2. Category chúng ta có public, static, entity type bằng cái tham số entity category. Post thì cũng có constant, có cái static variable là entity type bằng entity của post. Thế là xong. Không nhớ. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Quay trở lại với cái form blade. Quay trở lại với form blade thì chúng ta có cái title đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta copy duplicate thằng form group của thằng title đấy lên. Duplicate. Ở đây tôi có form slug. Đây là slug. Đây là URL đi để cho nó nguy hiểm. Input type text này, validate form này, models, title kệ nó vẫn đầy đã tính xong. Tiếp theo là cái form, cái ID của thằng này là slug, name bằng slug, placeholder là post slug. Post slug. Slug. Xong đi, chúng ta sẽ có cái giao diện app mới hoặc là update nó như thế này. Yeah. Slug. Sau đó thích thì chúng ta add vào đây thêm một cái button nữa để generate ra được cái slug. Thì chúng ta sẽ làm cái giao diện thôi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái button. Button type bằng button class là bằng btn cách btn trừ sm cách btn trừ succeed đi. Rồi trong này chúng ta có generate slug. Nó bị xuống dòng. Giờ làm sao chúng hết xuống dòng ta? Input này. Chờ tí để tôi nghĩ coi. Kiểu cũ là kiểu gì? Chờ tí. Có deep này. Deep class con bằng -10. Nhét input vào đây. Sau đó chúng ta sẽ có một cái div nữa. À quên nhầm, con trừ xs trừ 10. Tiếp con trừ xs trừ 2. Đưa button lên. Xếp chưa? Lại. What the fuck? Cái gì này? Sao lỗi lòi đây này? Trong cái đấy. Cây thì làm cái khác bây giờ đấy. Ủa? Loạn tù lùm đây này. Trả lại. Lười đi cóp. Cái này gì? Cái này thì có cái vẹo gì? Cái này
đây là relative này. Form group relative. Xong rồi sau đây sẽ có cái submit add on input. Mẹ luôn. Chắc mẹ luôn. Input port form. Update cái này thôi. Đâu nhỉ? Public đâu nhỉ? Public này. App à? Custom admin. Làm nó hơi nông dân tí mà thôi chấp nhận được. Rồi. Bây giờ sau khi viết một mớ các thứ các kiểu này ra, chúng ta cần phải bấm vào cái đây, bấm vào cái này. Để nó sinh ra cái URL này chúng ta đúng không? Bây giờ làm nào? Để tôi coi lại xem nào, chắc chắn nó phải dùng Ajax rồi. Thì ở trong chúng ta sẽ có đã có sẵn cái hàm util helper này đúng không? Thì chúng ta có, tôi đã để sẵn ở đây một cái hàm là pretty_url đây rồi này. Thấy không? Truyền lên cái string và return ra cái pretty url. Thì tôi sẽ đi copy kiếm php pretty url genet. Có ở đây. Tôi trong dự án trước tôi có rồi, tôi lười tìm lại, không tìm lại. Mà thôi, thế vậy thì các bạn về làm cho tôi cái hàm này. Làm một cái hàm pretty_url truyền một cái string. Làm sao ví dụ như này này. Các bạn truyền vào đây nó là t3h description list đúng không? Thì chúng ta phải ra được như sau: t3h gạch ngang description à gạch ngang description gạch ngang list như này này. Vì sao có hai gạch ngang? Bởi vì ở đây có một dấu cách này. Phải đây là ba gạch ngang này. Ở đây có một dấu cách này, xong đến một dấu gạch ngang đúng không? Thì cái dấu gạch ngang bình thường chúng ta sẽ replace bằng một cái dấu gạch ngang rồi, sau đến cái dấu gạch ngang tiếp của nó, tiếp theo lại replace đến description list, thấy chưa? Sau đó phải cộng thêm, nhớ phải cộng thêm với cái micro time hoặc cộng với cái UUID unique ID này, này để cho nó không bao giờ bị trùng cái ID hoặc là trùng cái slug. Được chưa? Đấy là cái cách các bạn sẽ sinh ra. Thì đây là bài tập về nhà. Được chưa? Tạo ra một cái hàm để chuyển đổi một cái đoạn text truyền vào trở thành một cái URL pretty và không bao giờ bị trùng trong hệ thống của mình. Được chưa? Tôi sẽ đẩy code lên nhá. Các bạn về update vào trong cái hàm đấy cho tôi. Update migrate slug table and remove description field on post table. Get code về nhá. Cái gì? Thì mà trên title. Này bao nhiêu nhỉ? 14.
Thế là tóm lại thứ chủ nhật nghỉ thì bọn này nghỉ có vẻ nhiệt tình nhỉ. Ngày thứ tư thằng Tiến cái nghỉ hè thì đi xin thực tập đi, còn chờ mong gì mà còn đòi về. Em được nghỉ 2 tuần nhìn mặt rất là kiểu hân hoan nhá. Em có một ước ao à? Em muốn cái du lịch, em muốn là cái đáp.